Chiều nay, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến với chủ đề thúc đẩy nâng cao chất lượng cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Long, ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh dự hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, dịch vụ công trực tuyến là trọng tâm của chính phủ điện tử. Ông mong muốn hội nghị tìm ra giải pháp đột phá, cách làm mới về dịch vụ công trực tuyến, trong đó chú trọng các nội dung đơn giản hóa thủ tục hành chính trên môi trường số, cung cấp dịch vụ công trên điện thoại di động, đảm bảo an toàn thông tin, kết nối chia sẻ dữ liệu và nâng nhanh tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến nhằm hoàn thành nhiệm vụ trước năm 2025. Tại hội nghị, Bộ Thông tin và Truyền thông giới thiệu về bộ tiêu chí đánh giá cổng dịch vụ công và kết quả đánh giá cổng dịch vụ công các bộ ngành địa phương lần 1. Bộ tiêu chí đánh giá cổng dịch vụ công gồm 3 trụ cột đánh giá với tổng điểm 100, cụ thể là tiêu chí đánh giá chức năng, tiêu chí đánh giá hiệu năng và tiêu chí đánh giá khả năng truy cập thông tin thuận tiện. Việc đánh giá chất lượng cổng dịch vụ công bộ ngành địa phương được chia thành 5 mức độ. Thảo luận tại hội nghị, các địa phương chia sẻ nhiều kinh nghiệm, sáng kiến cách làm hay và kiến nghị nhiều nội dung để nâng cao chất lượng cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Trong đó, các mô hình đại lý dịch vụ công trực tuyến, mỗi người dân đều có tài khoản dịch vụ công trực tuyến, tổ công nghệ số công đồng, cầm tay chỉ việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến đến từng xã phường được đánh giá cao.